Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với TNP Channel chuyên đề tiếng Nhật. Ở buổi trước thì mình đã giới thiệu với các bạn về cách phát âm của âm đơn trong bảng chữ cái của tiếng Nhật. Ở buổi này mình sẽ xin phép được giới thiệu với các bạn về cách phát âm của âm đục. Thế nào là âm đục? Để nhận biết được âm đục, chúng ta sẽ nhìn thấy trên mỗi con chữ cái phía trên cùng bên tay phải, ta sẽ nhìn thấy hai dấu hiệu sau. Thứ nhất là dấu phẩy phẩy, hai dấu phẩy, hay còn gọi là ten ten. Dấu thứ hai là dấu tròn. Ở đây chúng ta thấy hàng K, hàng S, hàng T và hàng H. Khi mình biến âm K, hàng K thêm ten ten, tức là thêm hai dấu phẩy như thế này, thì chúng ta sẽ được hàng G. Hàng S thêm ten ten, chúng ta sẽ được hàng Z. Hàng T thêm ten ten, chúng ta sẽ được hàng D. Hàng H thêm ten ten, chúng ta sẽ được hàng B. Và hàng H thêm maru, chúng ta sẽ được hàng P. Hàng P. Vậy tương tự như thế, ở hàng G, khi ghép cùng với từng nguyên âm một A, I, U, E, O, chúng ta sẽ được hàng G là ga, di, gu, ghê, gồ. Tương tự thế, khi xuống hàng Z, chúng ta sẽ được ra, gì, dư, dê, dồ. Ở hàng Z này có một chút đặc biệt, đó là có chữ cái G có cách phát âm khác so với tất cả các chữ còn lại. Như các bạn thấy ở đây, mình dùng G chứ không phải là hàng Z như thế này. Đây là cách đọc đúng G, và đây là cách đọc sai G. Các bạn có thể thấy được cách đọc của từ G này hơi nặng hơn một chút so với tất cả con chữ còn lại trong hàng Z. Và chữ G này được nhả âm từ từ, G, G. Còn tất cả các con chữ còn lại chúng ta đều đọc nhẹ hơn và bật âm ra khỏi vòng miệng. Ví dụ như từ này, ra, ra, dư, dê, dô, G. Tiếp theo xuống đến hàng đờ. Hàng đờ phát âm là đờ, nhưng chúng ta sẽ biết là dò. Phát âm là đờ. Đa, di, du, đề, đồ. Đa, di, du, đề, đồ. Như các bạn thấy, mình vừa đọc từ di, du có hai cách đọc khác nhau. Hai cách đọc khác nhau trong cái hàng đờ này. Vậy đọc di, du như thế nào? Di và dư. Cách đọc di du rất nhẹ, và cách phát âm di du gần giống như cách phát âm âm chư trong bảng âm đơn. Đó là khi các bạn phát âm âm di du, các bạn phải đặt hai hàm răng sát nhau và bật âm qua kẽ răng. Các bạn nhìn nhá, di, di, dư, dư, dư. Vậy ta sẽ có được hàng da, di, du, đề, đồ. Tiếp theo xuống hàng H. Hàng H có một chút đặc biệt, đó chính là sẽ không chỉ cộng với cả ten ten tạo thành hàng bờ, mà còn cộng với cả ma rụi tạo thành hàng bờ. Chúng ta sẽ có được hàng H cộng với ten ten sẽ là hàng bờ. Ba, bi, bư, bê, bộ. Tương tự thế, khi cộng với ma rụi sẽ thành hàng bờ. Ba, bi, bư, bê, bộ. Cùng đọc lại với mình một lần nữa nhé. Ga, gi, gu, ge, go. Za, ji, zu, ze, zo. Da, zi, zu, de, do. Ba, bi, bư, bê, bộ. Ba, bi, bư, bê, bộ. Trên đây là toàn bộ cách phát âm về âm đục trong bảng chữ cái của tiếng Nhật. Các bạn có thể tìm thấy cách viết cũng như là phần lý thuyết ở phần link download dưới description box. Và hãy theo dõi các video tiếp theo của bên mình nhé. Mata ne!